Nguyệt Minh được biết đến là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên chinh phục đường chạy 42 km tại Marathon Bắc Cực. Bên cạnh đó, ở trong khía cạnh kinh doanh, cô cũng được xem là một người phụ nữ đa tài. Từ khởi nghiệp kinh doanh thời trang, chinh phục những đường chạy khắc nghiệt cho đến khi rẽ hướng trở thành một thợ làm bánh kem nghệ thuật. Tăng Nguyệt Minh luôn ghi lại ấn tượng khó phai trên mỗi hành trình của bản thân. Bén duyên với đường chạy được xem là một cột mốc đáng nhớ của Tăng Nguyệt Minh trên hành trình chinh phục những điều mới mẻ của bản thân. Bắt đầu từ một người sợ chạy, đến kiên trì học hỏi các kỹ thuật chạy, cách điều chỉnh hơi thở, cũng như duy trì chế độ luyện tập, để rồi chị đã thành công chinh phục bộ môn tưởng chừng như khó nhằn này. Từ một ngày nào đó thì mình nghĩ, ủa tại sao người ta làm được mà mình không làm được? Là tại vì chỉ bởi vì mình cảm thấy là nó chán. Mình muốn, mình có những cái thứ mà mình trước đây mình chưa có, thì bây giờ mình phải làm những cái thứ trước đây mình chưa bao giờ làm. Mình mong muốn là một trong những cái người, số ít những người hoàn thành cái đường đua này. Một phần nữa mình muốn chiến thắng bản thân, mình phải cố gắng. Chứ mình không có bỏ cuộc được, tại vì mình bỏ cuộc được cái này thì mình sẽ bỏ cuộc được cái khác. Cho nên là mình phải cố gắng thôi. Chỉ tâm niệm là mọi thứ một bước thì dần dần. Mặc dù mệt nhưng mà mình cũng ráng riết rồi cũng được. Cá tính mạnh mẽ và luôn tràn đầy năng lượng là vậy. Nhưng khó có thể tin, trước khi được công chúng biết đến với hành trình chinh phục Bắc Cực xa xôi, Nguyệt Minh đã tạo dựng một cửa hàng thời trang của riêng mình mang tên Minty. Hồi xưa giờ ha, mình vẫn tâm niệm cái mong muốn của mình là muốn làm cái công việc gì đó nó vừa đẹp, mà vừa vui. Thiệt ra là đẹp, là mình muốn mang đến cái đẹp cho mọi người, mà mình cũng muốn làm cái gì nó liên quan đến cái đẹp. Thì thành ra là ví dụ thời trang cũng là một trong những cái là mình cảm thấy là một cái món đồ đẹp, người ta mặc người ta sẽ thấy vui, mình cũng thấy vui. Thì đại khái là mình sẽ thích những cái gì mà nó đem đến sự tích cực, sự vui vẻ cho mình lẫn cho cái người mà người ta nhận được cái dịch vụ hay sản phẩm của mình. Thì đó là mình lựa chọn thời trang. Biến tấu từ những chiếc bánh kem đơn giản thành những tác phẩm nghệ thuật không chỉ đẹp mắt mà còn ẩn chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc là công việc mà chị Tăng Nguyệt Minh đã lựa chọn để khởi nghiệp. Sản phẩm bánh kem nghệ thuật từ thương hiệu Coming Back House của chị đã thu hút sự quan tâm của nhiều người bởi tính sáng tạo, sự độc đáo, mới lạ và cả giá trị nghệ thuật ẩn chứa sau mỗi chiếc bánh. Không chỉ để thỏa niềm đam mê với công việc, mỗi chiếc bánh còn mang đến giá trị về tinh thần dành cho người tiêu dùng. Bánh thì có là chuyện rất là tình cờ. Mình đi ăn bánh ở ngoài thôi, đơn giản thôi, mình chỉ thấy là nó không có vừa ý á. Rồi về mày mò làm, đến một lúc nào đó mình cái bánh ngoài ngon thì nó còn phải đẹp. Tại vì bây giờ là mình cũng mà mong muốn về sản phẩm của mình lẫn các người bạn của mình, khách hàng của mình nó nâng tầm rồi. Thì dĩ nhiên mình muốn đem cái sự bất ngờ và cái trải nghiệm tốt hơn, cho nên là mình tự học. Ở thời điểm hiện tại, khi quyết định rẽ hướng sang thế giới của bột, đường, bơ và sữa, chị Minh luôn sẵn sàng đối mặt với những thử thách mới. Trước khi có được những chiếc bánh thơm ngon và đẹp mắt đến tay người tiêu dùng, chị Minh cũng đã trải qua vô số lần xới tung căn bếp của mình để cho ra đời những mẻ bánh chất lượng. Nói về khởi nghiệp thì mỗi người sẽ có những cái khó khăn riêng. Ví dụ như đầu tiên đi, đối với thời trang đi thì luôn là nguồn hàng và khách hàng. Lúc nào nó cũng đi đôi chung với nhau. Cái làm bánh cũng vậy, thì nó luôn là có những cái vấn đề và mình giải quyết vấn đề, có vấn đề và giải quyết vấn đề. Để tạo ra một chiếc bánh kem nghệ thuật, trước hết cần phải định hình ý tưởng, rồi phác họa những hình ảnh đó ra giấy, bao gồm hình dáng bánh, kích thước và tỷ lệ lớn nhỏ của từng tầng, bố cục tổng thể của chiếc bánh, màu sắc, cách phối màu và các chi tiết phụ họa. Tiếp đó là giai đoạn chuẩn bị các nguyên vật liệu và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, vẫn cần phải điều chỉnh để phù hợp với sản phẩm thực tế. Thông thường, một chiếc bánh kem bơ đơn giản với họa tiết nhiều hoa và đa dạng màu sắc mất từ 3 đến 4 tiếng để hoàn thành. Tuy nhiên, đối với những chiếc bánh kem có mức độ cầu kỳ như tạo hiệu ứng 3D và có yêu cầu nhất định về các chi tiết nổi bật, có thể mất từ 3 tuần đến 1 tháng. Trước khi bắt đầu làm bánh, chị Minh cho hay cần phải tìm hiểu khách hàng, người sẽ nhận được mẫu bánh đó, về tuổi tác, tính cách.
thì cái mình cần trong tất cả các việc là sự kiên trì. Tại vì mình nghĩ khi có kiên trì á, mình có hư bỏ làm lại cái khác, cái bất kể việc gì cũng vậy luôn. Mình có làm thử mình mới biết mình sai ở đâu, rồi mình mới sửa, mình mới làm lại được. Chứ nếu mà mình không làm thì mình không bao giờ mình thành công, mình cũng không bao giờ mình biết mình làm được cái gì hay không á. Trung bình mỗi tháng chị Minh làm từ 60 đến 80 cái bánh kem, từ đơn giản đến cầu kỳ phức tạp, trong khi các loại bánh kem khác như bánh mì, bánh ngọt các loại chỉ có thể sản xuất từ 800 đến 1.000 cái tùy thời điểm. Thị trường tiêu thụ bánh của chị Minh khá cao, phần lớn là do chất lượng mẫu mã mới lạ, bắt mắt. Khách hàng có thể đến trực tiếp cửa hàng tìm hiểu và đặt mua, hoặc đặt hàng trực tiếp qua fanpage Facebook của cửa hàng. Nếu mà giải quyết thẳng thì có nhiều cách ha. Một là có thể chị đi đạp xe, hoặc là chị đọc sách, hoặc nghe nhạc, hoặc xem phim. Mình có thể nghĩ là lạc quan, chắc chắn mình nghĩ là mình là người rất là lạc quan. Thứ hai là kiên trì. Thứ ba là không ngại thử thách. Nếu bạn nghĩ bạn có thể thì bạn có thể, còn nếu bạn nghĩ bạn không thể thì là bạn đúng rồi đó. Nếu mình thử đi, xác suất nó sẽ là 50-50. Còn nếu mà mình không thử á, xác suất của mình fail là chắc chắn là 100% rồi. Cho nên là ok, whatever, tại sao mình không thử? Ba cuốn sách mà chị thích á, học cho tới ba cuốn lần. Một là cuốn Nhà Gia Kim, hai là cuốn Hoàng Tử Bé, thứ ba là cuốn Luật Hấp Dẫn. Để khởi nghiệp thì mình nên coi biết là các khả năng của mình và những cái gì mình có, những cái gì mình làm được, và làm từng chút đi. Tại vì không ai ào cho một cái mà họ có thể thành công liền trong một giờ. Mình cứ thử làm từng chút đi, rồi từ từ mình sẽ sai thì mình sửa. Còn nếu mình thấy con đường này mình đi nó có vẻ gì đó trật trật thì mình có thể tham khảo mọi người xung quanh. Với nỗ lực không ngừng, luôn tiến về phía trước, phá bỏ mọi giới hạn của bản thân, tin rằng trong tương lai, Tăng Nguyệt Minh sẽ tiếp tục có những kỷ lục mới dành cho riêng bản thân mình với những đường chạy và những trải nghiệm như thế. Hy vọng rằng câu chuyện về hành trình khởi nghiệp và đánh thức mọi giới hạn của chị Tăng Nguyệt Minh sẽ trở thành nguồn cảm hứng dành cho quý khán giả, đặc biệt là những bạn trẻ yêu thích sự tự do, mong muốn.